Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 dùm anh ta, tin tức ngày 9 tháng 5 có nội dung chính sau đây. Khởi tố và bắt tạm giam giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản Trung Land. Và theo thông tin từ báo Doanh nghiệp và Hội nhập, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận xác định bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,4 tỷ đồng của khách hàng bằng chiêu lập dự án ma để rao bán trên mạng xã hội. Ngày 7 tháng 5, thông tin phát đi từ Công an tỉnh Bình Thuận cho hay cơ quan này đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can đối với Cao Đức Trung sinh năm 1978, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản Trung Land, công ty Trung Land để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản Trung Land có địa chỉ tại D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Cao Đức Trung và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ hoạt động điều tra. Thông tin ban đầu cho biết thì khoảng thời gian đầu năm 2019, Trung đặt cọc số tiền là 150 triệu đồng mua thửa đất trồng cây lâu năm có diện tích hơn 1,1 hecta ở xã Hàm Mỹ của ông Nguyễn Văn Sung sinh năm 1976, ngụ huyện Hàm Thuận Nam với giá là 1,69 tỷ đồng. Do không đủ tiền nên Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương, ngụ thành phố Phan Thiết mua lại với giá là 1,7 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 12 năm 2018, Trung cùng bà Hưng, ông Sung đến phòng công chứng ở thành phố Phan Thiết ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Bà Hương nộp hồ sơ đăng ký biến động. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam đã chứng nhận biến động tên chủ sử dụng từ ông Nguyễn Văn Sung sang tên bà Hương. Mặc dù không được bà Hương ủy quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền, Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất này và tự đặt tên là dự án khu dân cư Phú Mỹ. Quá trình thẩm tra thông tin xác định, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam khẳng định từ năm 2015 đến năm 2020 vào tháng 7 tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam không có dự án khu dân cư nào được cấp có thẩm quyền cấp phép và hoặc chấp thuận đầu tư. Bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2019, Trung cho nhân viên công ty Trung Land đăng ảnh rao bán đất nền dự án khu dân cư Phú Mỹ trên Facebook và Zalo. Trong các hợp đồng chuyển nhượng, Trung đều thể hiện mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn nên nhiều người đã tin tưởng mua đất. Từ ngày 3 tháng 4 năm 2019, Trung đã nhân danh công ty Trung Land ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho nhiều cá nhân và đã chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện thì Trung đã trả lại cho các bị hại ở số tiền là 1,140 tỷ đồng, còn lại 1,339 tỷ đồng Trung chưa trả cho các người bị hại. Hiện cơ quan công an, cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đang tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật. Và đó là thông tin ngày 9 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment.